À, cũng là một cái bài hát mà Thương cũng rất là thích, và thời gian vừa rồi thì được rất là nhiều các bạn trẻ cũng như là tất cả các quý khán giả đón nhận. Đó là bài Hẹn Yêu. Vâng, vâng, bây giờ thì Thương sẽ hát ca khúc Hẹn Yêu, mọi người cùng nghe nhé. Em nợ anh một câu xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình và nợ anh giọt nước mắt sau trong tim mình nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu người cảm giác đau nhất với em không phải là sự chia ly mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi vì trong tâm trí em mãi phân vân một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần hãy sống cho người thân và em giấu anh trong từng bước tranh phải chi em thêm can đảm thay vì mang yêu thương cho xa thanh xuân dường qua từ rất lâu phải chi em không cần lo lắng yêu anh vô tư như nắng sáng như một ngàn được sống cho riêng mình em nợ anh một câu yêu thương cho mai này xin hẹn nhau một
vai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác. Ta xung vầy ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hay lý trí. Xin hãy